Chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Lý Hương TV. Lý Hương đang có mặt tại Pleiku. Và bây giờ thì chúng mình cùng với lại đoàn thiện nguyện gồm có thầy Nhật bên máy ấm Du Sê sẽ cùng với lại các anh em ở đây. Đấy, sẽ nổ máy để đưa những cái nhu yếu phẩm đến trong bản làng. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng đi trên dưới xe máy. Hôm qua thì mưa rất là to quý vị. Hôm qua là mưa rất là to nên là đường bây giờ là trơn trượt hơn. Đây, Lý Hương sẽ đi lại ghi hình lại để cho quý vị xem những cái hình ảnh về cảnh vật buôn làng, những người dân ở Gia Lai, dân tộc Gia Rái nha quý vị. Gia Rai, dân tộc Gia Rai hay Gia Rái? Gia Rai. Ê, cầm. Đấy, bên đây nữa nè, hai đứa thôi. Đây. Đó. Đây gọi là những chiếc xe những chiếc xe chiến binh. Hình ảnh rất là quen thuộc ha, những chiếc xe gọi là xe, những chiếc xe chiến binh ở vùng đồi núi đầu má. Cái quãng đường thì có khoảng 7 cây số mà đường rất khó đi, đây luôn. Bây giờ thì mời cả nhà cùng với lại Lý Hương đi. Hôm nay thì đoạn đường đi vô mình đi vô xã gì anh?
làm gì anh? Cùng xã Gia Lộc nhưng mà ở thuộc cuối xã. À, chư gì? Xã Gia Lộc. Gia Lộc. Gia Lộc mà cuối xã. Chơi. Cuối xã luôn nên là. Vùng sâu vùng xa. Dạ, vùng sâu vùng xa nên là coi như là không có đi ô tô vô được. Coi như là hàng là mình phải đi bằng những cái chiếc xe coi như là đầu kéo này đúng không? Còn mọi người mình mà di chuyển là chỉ có thể là đi bằng xe máy thôi. Còn như ô tô là không vô được ha anh? Hay là khó? Ô tô thì mua nặng thì máy ra đi mình đi được, còn mua ở đây là đi được. À, vậy là vẫn đi được nhưng mà phải là mùa nắng. Rồi bây giờ thì đấy. À, quý vị có thể quan sát là đường mặt đường ở ngay cái khúc này thì coi như là đường nhựa ha. Đấy, ở phía bên tay phải của mọi người là đây là cao su ha. Cái cây cao su này không biết là cạo mũ được chưa hay là còn đang dưỡng à? Cái đấy người ta mới trồng lại ạ. Mới trồng lại, cây này khoảng bao nhiêu năm rồi anh? Cái đây được 4 năm rồi. 4 năm. 2 năm nữa là người ta cạo. Vậy coi như là phải 6 năm. Dạ, 6 năm thì đây cây cao su là khoảng 4 năm quý vị. Thì để có để cạo và để thu hoạch được thì mình phải trồng cái cây cao su là khoảng 6 năm. Đấy, rồi. Còn phía bên tay trái của mọi người thì coi như là đồng khô cỏ không à. Cái này đâu có trồng cây gì đâu anh ha. Bên đây chắc đất để mọi người xây nhà là chủ yếu ha. Đó. Bên đây là xe mình chở mì và ở phía trước là những cái xe coi như là bốn công đó, bốn công. Anh cứ chạy lên trước đi, không cần phải đi sau với xe này đâu. Đấy. Lên đây là phương tiện di chuyển của mọi người nè. Trung qua cho nên đi qua coi là trường trung học phổ thông Trần Cao Văn đó, phượng bây giờ là nở rất là đẹp nha quý vị. Đấy. À, năm nay thì trùng vô bị cái đợt dịch Covid này nên là các học sinh bây giờ vẫn còn đang học. Các sĩ tử mà lớp 12 năm nay thì sẽ dời cái lịch thi lại là khoảng là 2 tháng sau. Đấy. Ồ, đi vô cái đường cao su này em nhớ tới Bình Dương em quá. Dạ, Bình Dương cao su cũng nhiều lắm. Thì nhớ tới cây cao su thì có một cái câu thơ rất là nổi tiếng. À, cao su, đây bây giờ chúng ta sẽ đi vô khu gọi là đất đỏ nè quý vị. Đó. Đất đỏ nó hơi ẩm ẩm thôi, chưa có bị ổ voi ổ gà đâu. Đây. Hãy còn từ từ ha. Đấy. Cao su là coi như là nói về mà đồn điền cao su ngày xưa. Cao su là đi dễ có về, khi đi chai tráng mà khi về bụng bao đấy quý vị. Và là nói về cái công việc rất là vất vả khi mà làm nghề cao su. Đó. Nếu như mà mình mà sở hữu được cao su á thì còn đỡ, còn mà mình mà chỉ làm công không á thì coi như là những cái cây cao su là cái cây mà đây là ôi ô quý vị coi kìa, hai bên là coi như là cao su nhỏ ôi rất là chợt nha. Đất đỏ Bà Giang đó quý vị. Đây, các anh em làm chắc mấy này mấy mọi người làm mọi người đây đi bán ha. Sao mà có hai cái giỏ gì ở hai bên là chở cái gì anh? À, giống như là coi như là đồ đồ công nghiệp của mình á, giống như là mì gói hay là muối đường nữa ha. Rau đồ cũng chở lên những cái giỏ đó rồi đem vô buôn làng để bán, coi như là bán lẻ đó, chợ di động á. Ơi, ở phía trước hình như thấy có một cái xe chở cây giống anh ha. Cây cà phê đó quý vị. Đây thì mọi người là dùng những cái chiếc công này để coi như là chở
trời ơi, sao mà em đi em cứ cảm giác nó đang trơn trơn sao á. Đấy. Rồi, đây xe, những chiếc xe chở cây giống đi vô. Rồi. Cây cây này là cây cà phê nha quý vị. Mấy cây cà phê con nè. Còn phía bên đây là mấy cây cao su luôn anh ha. Yeah. Coi như là cao su là mình cây này là coi như được mấy tháng anh? Đây thì được năm thứ hai hả? Sao năm thứ hai sao nhìn nó có chút xíu. Ồ. Cực nhất là 2 năm đầu hả? Ồ, còn bên đây cũng như là 2 năm này ha. Ồ. Đấy, quý vị thấy không? Mấy cái cây 2 năm nè có chút ẻn thôi. Cái thân của nó so với cái cây 4 năm hồi nãy mình đi qua là nó rất là nhỏ, nhìn tưởng tượng đó. Nãy Lê Hương hỏi quý vị thấy không, Lê Hương hỏi là mày cây được mấy tháng, không nghĩ là nó 2 năm đâu quý vị. Cây này 2 năm nè. Cây đằng trước là 1 năm. Đây cây ở phía trước là 1 năm. Rồi. Đấy, đây cây bên đây là 1 năm. Để mà đưa được các nhu yếu phẩm đến tận tay bà con nông dân á, thì chúng mình phải di chuyển gần như là bằng những cái đầu kéo như thế này trên những cái đoạn đường như là đất đá trơn trượt. Đây ở phía trước là chiếc xe chở các cái thùng mì, thì riêng ở, ở khu vực bên Pleiku này á, thì như thầy Nhật thầy có báo rằng chúng ta nên là cho nhiều mì hơn là coi như là ở phía Đắk Lắk hay là Tiền Giang á, thì thường mọi người sẽ cho thêm mỗi phần quà là 20 kg gạo, còn cái thùng mì nó khoảng cái thùng nhỏ thôi. Còn riêng ở khu vực Pleiku này thì coi như là thầy Nhật đề xuất á, thầy Nhật là coi như thầy ở máy ấm Juse đó quý vị, thì đề xuất là coi như mỗi thùng mì là khoảng 100 gói, thì mọi người là cần thiết hơn vì gạo gần như là nhà nào cũng có anh ha. Mọi người làm coi như là muốn mà ăn mì tôm như vậy thì coi như là cứ đi vô nhà để xúc gạo và đi đổi, và tất cả ví dụ như là đổi đàn ông thuốc lá hay là phụ nữ là cái gì đấy thì cũng gần như là dùng để gạo để đổi quý vị ạ. Đấy thì nói chung là gạo là không có thiếu. Ồ đây có những cái cây cà phê này là coi như ra trái anh ha. Đó đang ra trái rồi nè. Thì trên đây thì đất đỏ Ba Giang rất thích hợp cho những cái cây công nghiệp như là bên đây đó quý vị thấy là cây cà phê đó, còn phía bên tay phải bên này là cây quên, phía bên tay trái là cây cao su, phía bên tay phải là cây cà phê ha. Còn bên đây là hồ tiêu nè quý vị. Đây. Đó mọi người coi như là ngay cái đợt mà thu hoạch nè, nên là mình thấy coi như là tiêu nè rộ lên nè. Đây, hồ tiêu. Không, thật ra mọi người nói đường khó chứ em thấy là ngày trước đi ở trên Đắk Lắk là ghê hơn đó. Hồi nãy là có hơi chật chợt ở ngay cái khúc đoạn đầu và dạo đầu vô thôi. Đây, còn phía bên tay đây là coi như là rau lan anh ha. Đây là rau lan, những cái luống rau lan rất là nhiều ha. Đấy. Như anh đi vậy anh biết khoảng một cái đoạn như này là bao nhiêu hectare không?
anh ước đoán được không? Đoạn này thì chưa được 1 hecta. Nguyên cái khu Gao Lan này á hả? Chưa được 1 hecta. Này, nguyên một khu vực là trồng rau lan thôi quý vị. Rau lan này là mình trồng là lấy củ anh hả? Trong là gâu cũng có, nhưng mà còn chỗ người ta đông trộm á, từ đây người ta cắt dây người ta bán. Dạ. Yeah. Hình như là giữa lá và củ luôn. Nói chung là củ là chủ yếu, còn lá thì coi như là cứ nó lên rồi mình cắt mớ mình bán, xong rồi cứ dưỡng nó để cho lấy củ đúng không? Đây bên đây là những cái coi như là rẫy á, bên đây là mình kêu là đi rẫy anh ha, rẫy hồ tiêu của gì? Ồ, những cây hồ tiêu bây giờ là coi như là thu hoạch nè, vào mùa thu hoạch nè quý vị. Đây, dẫn đầu là đoàn xe của thầy Nhật. Ồ, mấy cái cây, có mấy cây cà phê em thấy sao mà nó gốc nó to quá, không biết là nó trồng bao nhiêu năm luôn á. Có mấy cây anh? Về đây giờ là già rồi. Dạ. Yeah. Như mà cái cây cà phê này thì mình trồng là khoảng là mình sẽ bao nhiêu năm? 7 năm rồi. Ồ, 20 mấy năm. Giờ mình ra cầu cho chẳng quá, ta để vậy ta ăn được hột cao hột cơm trong rồi. Dạ. Mình thu là bẩn lắm. Dạ. Yeah. Bây giờ thì cái khoảng thời gian mà tốt nhất để coi như là mình trồng và mình thu hoạch á, rồi xong rồi mình lại trồng lại á, thì là đối với cây cà phê là bao nhiêu năm anh? Mình mất hơn 2 năm. Hơn mất 2 năm. Thu bội lại, thu ít ít á. Dạ. 2 năm hơn 2 năm. Coi như là bây giờ mình trồng thì 2 năm đúng không? Rồi mình thu hoạch hả? Thu hoạch nhưng mà... Cây cà phê đó. Thu rồi thì năm thu... từ 3, từ 4 cái đầu bắt đầu nhiều. Bắt đầu nhiều. Rồi sau đó? Sau đó thì mình tiếp tục về mình thu thôi. Mình thu được bao nhiêu năm thì mình nên trồng lại thì nó sẽ thu tốt? Thu khoảng 20 năm, 25 năm là phải... Ồ, vậy đó hả? Lại, phải đông lại thôi. Vậy coi như là mình dưỡng nhiều nhất là 2 năm đầu. Rồi sau rồi tới năm thứ 3 là bắt đầu mình thu là có trái nhiều rồi. Và cứ như vậy là mình thu cho đến là 20 mấy năm. Cho 20 năm 20 đạt. Yeah, là coi như là đạt năng suất. Còn mà ngoài 20 năm thì chẳng qua mình để dạng mình thu ít cho vui vậy thôi, chứ còn già rồi nó cũng có đại nữa. Yeah. Đấy, thì coi như là đúng là đề cha chồng đề con hưởng đó. Hơn 20 năm thôi quý vị. Yeah. Nên là ở đây những cái gần như là mọi người ở trong đây là nhà nào mà có làm nông là thường có cái xe em. Đúng rồi, phải có xe đó hết chứ không. Dạ. Yeah. Rồi bữa đấy mình mới mưa cái đầu này. Dạ. Yeah. Đường đây người ta mới được cả là người ta mới sửa lại á. Dạ. Chứ không không mấy năm mưa cả một tuần cả là bắt đầu mình đi không được thôi. Như cái này là mọi người đổ là đổ gì lên để cái đường nó phẳng vậy ta? Mỗi năm ví dụ 2-3 năm người ta sửa lên, người ta lấy đất cấp phối á, cái đất có sỏi á. Dạ, đất có sỏi thì nó đỡ hơn là cái đất sình đúng không? Cái đất dẻo đúng không? Đất dẻo là gặp mưa mưa đây là mình là dẻo đẹo luôn á. Đấy, coi như là đường như này là tương đối là tốt rồi đó quý vị. Coi như là mình nên là mình chạy á, mình thấy mấy cái sỏi nó làm cho mình cảm giác nó không có bị chợt á, giống như nãy mình đi qua cái đất mà gốc là mình đi cái đoạn đầu đúng không? Đó là nó dẻo vậy nên là mình cứ cảm giác là cái xe nó nó bị trượt trượt. Đấy. Rồi, đây ổ voi ổ gà nè. Đường này nó mới sửa lại chứ. Dạ. Còn không sửa thì bữa đó đi cũng mệt lắm. Đấy. Không, nếu như mà nói về cái trải nghiệm hôm bữa là đi là em đi bên Đắk Lắk là nó kinh dị hơn. Đây. Wow. Đây những cái cây cao su đang thu hoạch rồi quý vị. Đấy. Ở Bình Dương em ngày trước á, làm gốm á, thì có làm một cái sản phẩm đó là cái tô để hứng đó, anh thấy cái tô để hứng không? Là khu Bình Dương em là xài làm nhiều lắm. Nhưng mà Bình Dương thì phần đa số là mình khu tư nhân nhiều. Dạ. Yeah. Còn ở đây là đoàn là khu của tập đoàn không à? Dạ. Yeah. Đấy chỉ nhận của do tiện với em á. Dạ. Coi như là ở Bình Dương thì tư nhân còn có đúng không? Còn đấy là tập đoàn không ạ? Tập đoàn không nha. Dạ. Yeah. Yeah.
Vậy coi như là tập đoàn rồi dân địa phương mình là coi như làm thuê là nhiều. Cả cái cây trồng ở trong cái khu chỗ này là bên tập đoàn người ta thanh lý rồi người ta trồng thưa ra để cho dân mình thuê đó. Trồng thuê 20 năm 25 năm gì đó nên trồng cây trồng đó. Cái khu này ghê quá nè. Đấy. Coi như cây này, còn riêng cái cây cao su đi thì là coi như là mình trồng là hồi nãy anh nói là 2 năm đúng không? Rồi đến năm năm thứ 6 coi như là nãy kia là cái cây kia 2 năm rồi xong rồi 4 năm rồi 6 năm thì bắt đầu mình mới khai thác mình mới lấy mũ được. Năm đầu người ta chẳng qua người ta khai thác cho vui thôi chứ chưa có bao nhiêu. Dạ. Còn nguyên cái cánh rừng này là anh nhìn anh đoán được tuổi của cây cao su nó khoảng bao nhiêu tuổi không anh? Được 25 năm rồi đó. Cây này. Dạ. 25 năm rồi. Rừng cao su này 25 năm rồi, đẹp ghê chưa quý vị. Đó. 25 năm. Không, nếu như mà cái trải nghiệm mà đi những cái cánh rừng cao su này thì em có rồi, ở Bình Dương em cũng na ná giống y vậy nè. Đấy. Đi vô luôn luôn cái cảm giác nó lạnh lạnh. Dạ. Lạnh lạnh. Đây cao su của tập đoàn hả quý vị, Pleiku. Đấy thì ở Bình Dương của Lý Hương ở trên khu vực mà dạng như Tân Uyên, Bến Cát đó thì cũng là cây cao su là cái loại cây công nghiệp mà được trồng chủ yếu. Đó. Trồng cái khoảng cách của mỗi cây thì là khoảng là bao nhiêu anh ha? Quy định của nó là 3m 6m. 3m 6m. Đó. Cái hàng hàng cách hàng là 3m. Hàng cách hàng là 6m, còn cây cách cây là 3m. Đó là cái quy định của nó. Đây gọi là đất đỏ Ba Giang nè, cái màu nó đỏ ha. Nhưng mà tính ra đi ngay cái lúc mà ráo ráo như này thì không có bị bụi. Còn nếu như mà đi mà cái trời nắng á thì coi như là về xong mà lấy cái khăn giấy mà quẹt cái mũi á, là nó màu đỏ chét luôn á quý vị. Đấy. Nên là trong cái khu vực này á mà mũi nó rất là nhiều là tại vì là nó ẩm ẩm như vậy đúng không? Cái thời tiết nó rất là thích hợp cho mũi. Nên là cái câu mà coi như là cao su mà đi dễ khó về khi đi chai chán khi về bụng beo á là mọi người nói về cái sự mà khắc nghiệt của các mà coi như là ngày trước á mà những cánh rừng cao su này mà coi như là Pháp mở ra rồi xong rồi mấy người thanh niên mà đi cạo rồi coi như là giống như đi quân dịch anh ha. Không biết là anh lúc trước là anh có phải đi cạo là lúc đó là đời trước hơn nữa là mấy ông có đi ha. Đó thì ngày trước á là cái cây cao su này là gần như là của người Pháp đó, mọi người là khai thác trồng. Còn công nhân á là coi như là người của mình. Đấy. Còn kỹ thuật rồi là bên người Pháp. Rồi riêng bây giờ thì người dân mình thì cũng có người thì đã cũng có một ít cao su. Và để mà trồng lên những cái cây mà 20 mấy năm nay giống như là đời cha trồng, bây giờ đời con là gặt đó. Đấy là nhiều mọi người thường nói là ồ nghe đoạn này hơi xấu quá ha. Cách đây 5 năm mình với thầy Nhật vô đây là nếu mà mưa mà dục xe đi bộ về thôi chứ không cách nào mà đi được. Gửi xe lại ở trong dục xe lại ở làng luôn. Quý vị có thể thấy ở trên cái video thì quý vị không cảm nhận nhiều lắm đâu, mà ở phía ngoài nè. Nhưng mà cảm giác cái đất nó xốp ghê ta ha, cái đất nó xốp ghê. Nó đúng là thiệt cái đất
nhìn nó ngon rau. Đây, cái đoạn đường này là cách đây 2 năm là đi không được luôn nè. Dạ. Nhà nước mới làm cho được cái đoạn bê tông. À, vậy là đoạn này có bê tông. Đây là bên chỗ mấy cái tập đoàn của cao su này làm đó hả anh? Tấm bên xã làm chứ có bên tập đoàn nào không làm. À. Nói như là bên chính quyền đi. Đoạn này là của chính quyền làm. Rồi phía trước nữa là như có trải đá mì anh ha. Đó. Đường này là làm nhựa cách đây 4 năm rồi, giờ cũng hư lại hết rồi. Hư rồi. Đứng xa máy như tỉnh sửa lại đó. Dạ. Trong năm nay cũng sửa lại cho biết. Rồi tới đoạn này là xấu rồi nè. Nhựa luôn á hả? Ồ. Nhựa nhưng mà coi như là nó cũng xấu đi hẳn rồi. Sửa lại cái ngay cái đoạn này. Dạ. Rồi. Rồi, bên khúc này thì coi như ở bên tay phải là cà phê. Bên trái thì có ít hồ tiêu. Rồi, giờ mình tới cái đoạn này. Đấy, bây giờ chúng mình nhìn thấy hai cô nàng ở phía trước hình như chắc là người nhận quà đó. Dạ. Nhận quà đây quý vị, điều theo mấy cái gùi nè. Người dân Gia Rai anh ha. Gia Rai. Dân tộc Gia Rai. Dạ. Rồi. Tụi nhỏ rợp nguyên đường luôn. Đấy, đó là đưa lại mới được một thằng. Dạ. À, quý vị có thể nghe được cái tiếng xe mà coi như là mấy cái đá sỏi mà nó rơi vô cái bánh mà nghe sẹt luôn á. À, những cái gốc phượng rất là đẹp luôn á. Trời ơi, cái cây phượng đó không biết chắc bao nhiêu năm rồi. Dạ, yeah, cây này rất là chục năm á. Ồ, phượng rất là đẹp luôn quý vị. Quá đẹp luôn. Đây là nhà của mọi người. Đây cái xe đây là con của thầy đó, đào tạo cho nó ăn nghề rồi giờ nó vô đây nó sửa xe đó. À. À. À, thầy Nhật thì mình đang có nhiều cái ủ rơm nè quý vị. Rơm này ủ để cho bò ăn anh ha. Rơm này là lấy từ đâu ta? Lấy từ lúa ra hả? Hồi nãy giờ em chưa có thấy mấy ruộng lúa ở đây. Đấy, để chụp đoàn mà không nhìn. Dạ. Thấy nó chiều nó mới đi qua cái câu là có ít ruộng. Nhưng mà ruộng lúa thì là nó mọc ở trên cái đất đỏ Bà Giang luôn hả? Hay là mình phải làm đất? Hồi xưa thì cái đất đấy nhà nước chứa lại, tập đoàn chứa lại làm cái thu thì mình làm ruộng luôn. Đất khô. Là đất khô. Bữa đây này. Dạ. Yeah. Mình kia lúa đi bắp rồi đó. À. Giờ hết rồi. À. Dạ. Bỏ ruộng nước thôi chứ. Đây giờ chỉ làm ruộng nước thôi. Đấy quý vị có thể thấy ở phía trước. Ruộng nước đây. Này mọi người cũng đều cái gùi đi. À, mọi người ở đây thì mặc đồ cũng giống mình ha. Bây giờ người ta bắt chuyện mình. À, gần như là cụ hết ba con rồi cho thầy cũng đưa vô cho họ mặc cái chứ. À. Ồ, tới đoạn đường xấu rồi đây quý vị ạ. Được không? Em đi bộ. Em đi bộ cho anh. Cái đoạn này sợ quá.
là xấu luôn ha. Ồ, tính ra cái đoạn này nó đã có bê tông rồi đấy chứ. Bê tông không mà nó còn dây nè. Anh nhìn được cũng làm nhiều hồi cũng kém lắm. Ừ. Nó là coi như là mình qua cầu của làng Bê Long 2 à. Đây, mọi người mang ủng rồi xong rồi mặc cũng giống như là người mình ha. Còn như mà ở trên Đắk Lắk thì mọi người còn mặc cái đồ dân tộc Hờ Mông á. Cũng đeo gùi. Ở đấy họ mặc nhưng mà họ mặc đồ của họ là họ sợ hư. À, vậy luôn. Ví dụ là đi lễ hội này nọ là người ta mặc. À. Còn bình thường thì người ta chỉ mặc quần cổ vụ mình sẽ thấy mình cho thôi. Họ mặc. À vậy luôn. Đấy, nói chung là đồ của họ giống như là coi như đồ đẹp, đồ để đi lễ đi hội là họ mặc thôi. Còn đồ thường ngày thì mặc những cái trang phục cũng giống như người mình. Đeo gùi rồi mang ủng đi. Rồi. Ê, đoạn này là mọi người để mấy cái cây nó ở dưới đất để cho nó mục hả anh? Hay là sao đây? Vậy, đây là trước nó trồng tiêu. À. Giờ tiêu nó chạy chơi á. À vậy hả? Thấy không? Làm trong cái cây. À, như cái cây đó để cái tiêu nó leo lên á. Ý, cái này con dê nè. Đó ạ. Ơi. Mọi người. Phim mọi người cười á. Đúng rồi, đoạn này mà đi ô tô là thua. Không được. Không được. Nắng đi khó khăn nữa. Đây mọi người làm gì đó. Coi như là những cái mà trang phục thì họ phải di dệt hay sao mới ra được tấm vải như vậy. À, nãy em thấy công dệt bằng tay. Thôi 5 giờ họ cũng có cái áo quần ra nhưng mà họ dịch bằng máy á. Dạ. Thì công cụ bằng máy thì không bằng chất lượng, không bằng họ dịch tay được. Dạ. Nên nhưng mà cái vải đó thì họ lấy cái cây gì để họ làm thành cái những cái sợi chỉ để họ dệt. Hồi xưa là họ có trong rây của họ là họ có trong cái bông á. À cái bông. Cái bông á, để mua nó ra bông đâu là họ, cái bông là nó ra màu trắng trắng đúng không anh? Rồi xong rồi họ lấy tay họ xe lại. À rồi xong rồi mới thành ra những cái cọng chỉ. Rồi từ chỉ đó mới dệt ra thành những cái đồ để mặc. À. Nhôm họ đi tìm cả cái lá cây của họ, họ cây cái bông gì đó, họ làm họ già đó họ làm cái tục nhôm đó, hay lắm, là coi như từ những cái lá cây, những cái bông, rồi xong rồi từ những cái bông làm thành sợi chỉ màu trắng, sau sẽ là lấy những cái lá cây giả ra những cái màu khác nhau ha, rồi xong rồi cái nhộm theo thành từng sợi chỉ, rồi tùy từng cái sợi chỉ đó là gì, lấy mấy cái công cụ thô sơ rồi sức con người thôi, bắt đầu là dệt thành những cái tấm vải đó. Đây. Mọi người đang nơi phạt quà. À, bây giờ chúng ta đến tới địa điểm để mọi người nhận quà ha. Tới rồi, đây. Thank you.
nào không? Không, nhưng mà xém xém. Rồi, mọi người đi bằng xe gắn máy. Trời ơi, con em nè, em ngồi. À, em chơi cầu kê, em ngồi ở trên đây nè. Ồ, ngồi cao quá hả? Mấy em này thì không có biết tiếng Kinh cái gì. Nè, chào ba. Ba biết nói tiếng Kinh không? Không biết à? Ba biết nghe mà. Nghe mà không biết nói. Dạ. Ba già biết nuôi. Ờ, ba già không biết nói. Một số người lớn thì còn biết ít ít à. Đây, mọi người đeo gùi. Xe lại rồi. Đây phải hai mẹ con không? À, mẹ nhiêu tuổi rồi? 24 94 94 là năm nay nhiêu tuổi ta? 26 tuổi ạ? À, 27 tuổi. Là mấy con rồi? Ba buông đứa. Ba đứa hay bốn đứa? Ba. À. Ô, cầm tiền đi đâu này? Một mim mim mà mẹ đi tiêu. Một mim mim. À, đây là bé lớn đây à chị? Chị gái. Đây còn đứa nào nữa? Còn đứa nào nữa? Đây là mình làm gì đây? Mình đang làm gì á? Bắt chí á? À, đây có chí à? Đâu có chí nó như thế nào? Tìm chơi đây. Làm chơi á? Làm chơi á? Bắt thử một con em xem nào, lâu lắm rồi chưa nhìn thấy con chí ra sao ta? Ăn nhiều cọ bạc chứ. Chí là nó có trứng đúng không? Nó có trái trứng ở đấy, xong mình cho vào răng mình cắn cốp một cái đúng không? Đây này, đây đây, đây trắng này. Này trắng trắng này đây, trứng trứng chí này đúng không? Go. Thế chồng đâu rồi? Bà sạc. Đi đâu? Bà sạc. Ở tiệt nè mẹ. Ở nhà. À chồng ở nhà. Vợ đi làm nuôi chồng. Đi làm về chạy nhà không có gì làm. À không có gì làm. Sao dân tộc không mặc áo dân tộc? Nè, đâu, áo dân tộc đâu? Đó. Ai áo dân tộc đâu? Không mặc, không mặc. Thế em là quê gốc ở đâu? Quê ở đây. Ở đây. Quê ở đây. À. Ồ, chấm nước bọt làm gì ta? Chấm nước bọt để lau cho nó muỗi cắn à? Đâu là xem nào. Nước như này, ngựa đây này. Đâu đâu đâu. Ngựa đây này. Đâu làm lại coi thử nào. Làm lại coi. Vậy là mỗi cắn là nhổ nước bọt ra đó. Xong rồi chấm cho tay lau. Mượn đi, mượn đi, nhặt ba đây. Có gì đây? Coi thử.